Xin chào các bạn, hôm nay lại đi chợ mua trái cây về ăn nữa nè các bạn Đây là trái sung mỹ, nhìn chín rất là ngon Ở nhà cũng có một cây, nhưng ra chợ thấy lại thèm mua một rổ nhỏ nhỏ về ăn Một rổ như thế này thì khoảng 5 đô la, chừng 100 ngàn tiền Việt Nam đó các bạn Còn đây là trái lê, lê xanh rất là ngon Lê này mới về các bạn, tươi ngon, mình rờ vô mình cảm thấy trái lê Nó cứng cáp mà nhìn nó mát, rất là tươi nha các bạn Thì lê này ăn vị rất là giòn người ta bán như vậy thì khoảng 99 cent một pao, một pao thì khoảng nửa ký thôi các bạn, thì chạy ra khoảng 46 000 đồng tiền Việt Nam một ký, rất là ngon ha. đó, nhìn ngon quá, để mình lấy mấy trái về ăn nha. đó, lấy được hai ba trái rồi, chắc hôm nay mình lấy năm trái, về mình sẽ chấm những gia vị đi kèm, nhất là mắm đường với ớt nha các bạn chấm với lê này rất là tuyệt vời vừa rồi mình ăn một trái lê trên cây đó mình chấm nước mắm ớt đường rất là ngon thì hôm nay mua 5 trái bỏ lên xe này đó được hai món rồi nha đó sung và lê còn đứa con gái của mình rất là thích ăn dưa hấu thì hôm nay sẽ lựa một trái dưa hấu thiệt là chắc ngọt về ăn nè ừ, chợ này thì bán dưa bán trái cây lúc nào cũng ngon chợ Meyer đó các bạn chợ của người mỹ đó Rồi đây là trái mận Mận như thế này thì cái vị nó chua Khi nào chín đen thì nó mới ngọt nha các bạn Đó Nhìn ngon quá chừng luôn đó Wow Quá chừng trái cây luôn đó Tất cả những trái cây ở đây là trái đào Trái đào này là đào Màu vàng nhiều hơn là màu hồng các bạn Đào này ăn rất là giòn Mỗi cái trái đào khác nhau thì có cái mùi vị lại khác nhau Cho nên các bạn đi chợ thấy thì mình mua thử ăn Trái nào mình thấy ngon thì mình mua ăn tiếp nha các bạn Còn đây là một loại đào có màu hồng đậm hơn các bạn. Trái cây thì người ta trải dài rất là nhiều trái cây tươi ngon hôm nay. Thì mình thấy trái đào này là đào láng, đào này ăn rất là ngon nha các bạn. Nó giòn ăn, nó rất là mát miệng, ngọt nữa. Còn mình lại thích trái mận chua. Mận này là mận Mỹ luôn nha các bạn, một loại mận đỏ. Còn đỏ tươi như thế này thì rất là chua. Còn trái này là trái đào dẹp dẹp giống hình cái bánh donut đó các bạn người ta đặt là donut peach ba <laughs> đồng 49 mươi chín cent một pound đó các bạn khoảng um bảy chục ngàn tiền Việt Nam nửa ký đó khoảng một trăm bốn ngàn tiền Việt Nam một ký nha các bạn trái đào này ăn rất là thanh ngọt được trước mình có mua về mình ăn rồi đó đó ăn xong rồi là để lộ ra một cái hộp cái hình của cái hộp cũng giống như trái đào luôn rất là dễ thương ngộ nghĩnh các bạn đó hôm nay mình sẽ lựa vài trái đào mình bỏ vô trong bịch đem về ăn mới được mấy đứa con gái mình rất là mê xinh tố đào hình cái bánh này nè xay lên rất uống rất là ngon các bạn các bạn mua về xay uống thử nha đó thì hôm nay lấy mấy trái vậy ta ừ. chắc năm trái năm trái đó ok ha năm trái đủ ăn rồi gia đình của mình năm người mỗi người một trái <laughs> đó thì chứ mình mua nhiều quá mình về mình để mình ăn không kịp thì sẽ bị hư đó mỗi thứ một trái mỗi thứ một trái về mỗi uh, người ăn thử một trái ha đây là giá tiền của trái mận mỹ nha các bạn khoảng 3 đô la một pound thì khoảng gần 70 chục ngàn nửa ký đó các bạn 70 chục ngàn tiền việt nam đó thì trái này nó không đỏ hẳn nó lốm đốm lốm đốm kế bên là trái mận mỹ đỏ tươi nè trái này nhìn màu đỏ như vậy đó nhưng mà ăn rất là chua được trước mình mua về mình ăn thử các bạn vị nó chua khi mình không chấm muối á, thì mình ăn mình chịu không nổi luôn các bạn khi mình ăn với muối ớt thì rất là tuyệt vời ăn rất là ngon cho nên hôm nay ghiền quá chạy ra chợ mua thêm vài trái nữa nè rồi trái mận này thì mình cũng dùng để xay sinh tố cho mấy đứa con của mình uống nữa đó rất là ngon xay với đường với sữa với đá là đã ngon rồi đó thì giá tiền khoảng ba đô rưỡi ha một pound thì ở đây là trái cherry cherry thì hôm nay đã cuối mùa rồi đó người ta bán vẫn mắc hơn đầu mùa đầu mùa thì người ta bán khoảng hai uh, đô thôi bây giờ người ta bán chắc cũng ba đô đó thì đủ màu hết cherry màu cái này màu đỏ đậm hơn chút xíu rồi cái này là đỏ đen hơn chút xíu nữa đó rất là ngon người ta bán rất là nhiều các bạn người ta trải dài ra như thế này uhm, đó khoảng 3 đô la nửa ký nha các bạn thì khoảng hơn 60 000 ngàn nửa ký tiền Việt Nam đó Thì đây là trái cà chua Cà chua này là cà chua Người ta đặt giống cà chua Giống trái nho với trái cherry đó các bạn Cái loại này người ta trồng tự nhiên nha Đó trồng không có bón phân Bón thuốc Thì một hộp như thế này á, thì khoảng hơn 3 đô la Một hộp Tất cả những màu cà chua quá đẹp luôn ha Màu vàng, màu đỏ, rồi màu đen rồi cái màu hồi nãy là màu tím tím nhạt nhạt Nhìn rất là đẹp mắt Thì hôm nay mình ra chợ mình không có mua cà chua Mình chỉ xếp cà chua thôi Tại vì cà chua ở vườn nhà mình đang chín ra trái rất là nhiều Mình mua không mua Hôm nay nói chung là không mua cà chua Chỉ để cà chua cho nó đẹp Để mình quay phim cho các bạn xem Đó Còn đây người ta bày bán trái bơ nè các bạn bơ thì người ta bán chưa có chín đâu nó chỉ còn cứng cứng nhưng mà mình mua về một hai ngày thì nó sẽ chín nó mềm lúc đó mình sẽ xay sinh tố cho con mình ăn nha con trai của mình lại thích ăn bơ nè rồi ăn chuối rồi ăn những cái trái cây mà ngọt béo đó rất là thích còn những trái cây mà chua ngọt thì phải ép ấy, mới uống mới ăn đó các bạn thì hôm nay mình lấy khoảng mấy trái bơ ha bơ thì người ta bán như vậy cũng đang giảm giá đó các bạn đó bốn trái chỉ 5 đô la thôi bình thường thì người ta bán một trái khoảng 2 đô đó các bạn hôm nay lại giảm giá thì rất là nhiều táo ừ, táo thì khỏi phải nói rồi mùa táo mà các bạn đủ loại táo người ta trải lên nào táo xanh táo vàng táo đỏ nhìn rất là đẹp mắt ha nhưng mà ở nhà còn táo cho nên hôm nay mình không có mua táo nha các bạn còn đây là một loại kem mochi của người nhật các bạn đó kem này cũng bày bán ở chợ mỹ nữa mấy đứa con gái mình thấy kem thì rất là mê cho nên vô sẽ lấy mỗi thứ một ít về ăn nha các bạn Mỗi màu thì có mỗi hương vị khác nhau Có vị trà xanh, có vị sô-cô-la, có vị cà phê Rồi có vị xoài, vị dâu, vị táo Đầy đủ các bạn Đó, vị vani nữa Rất là ngon Thì mấy đứa con gái mình lấy cho lẹ lên các bạn Kem này mình phải ra mình tính tiền liền để mình ăn Chứ không thôi mình đem về tới nhà Mình thấy đã chảy ra rồi các bạn thì đó được trước mình đã ăn thử rồi các bạn mình ăn ở tiệm rất là ngon nhưng về tới nhà thì phải chảy ra rồi mình phải bỏ lại trong đông đá mới ăn được thì tốt nhất mình mua mình ăn liền nha các bạn quá chừng là ngon ha mấy đứa con gái mình tha hồ hôm nay lựa thì một cái bánh kem này khoảng một đô la rưỡi nha các bạn bán cũng hơi mắc ha đó gấp cho hết tất cả các loại khác nhau bỏ vào trong cái hộp <laughs> mấy đứa nhỏ mê lắm đó bây giờ mình sẽ chiên hot đót ăn nha các bạn Rồi cái này chắc được rồi nè các bạn Đó cái này được rồi ha Wow nhìn hấp dẫn chưa nè Vàng ướm mà Ngon quá Thơm phức à các bạn ơi Ăn cái hốt đó này Người ta nêm gia vị trong đầy đủ Rồi nó có cái um, gân ăn sực sực giòn sự, giòn rồi có phô mai béo ở trong nữa rất là ngon cái loại này các bạn mua ở chợ nào chợ mỹ nào cũng có bán hết á Wow, nhìn cái cây hót đó nhìn đã chưa các bạn Hấp dẫn ha Còn cây cuối cùng Sắp xong rồi ha Đều hết ha Wow Ngon quá các bạn Hấp dẫn nha đó, mỗi đứa mỗi cây đó. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha các bạn ơi nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha cảm ơn các bạn rất nhiều chúc các bạn một ngày vui vẻ tạm biệt các bạn